No. Hi. Yeah. Bye bye. Me hỏi cái má. No. Cá. Gà. Gà. You said you do it by yourself. Cá bắt hành. Yo, cơ ghê. Cá. Mày cái gì chơi của mình. Cá bắt hành. Cá. Leave daddy alone. Mình cho ghi alone. Mờ cá cá let me see you do it by yourself you read it by yourself what did you want cá đã phát hành Vincent, you want to turn on the TV? Yes. Where's the remote control? Cá. Đã phát hành. Bằng kiều. Cá. Say it. You do it. Yeah. No, no, you don't do it. Cá phát hành. Yeah. Cá phát hành. Đã phát hành. You say it. Yeah. Cá. You wanna walk? No. You wanna go somewhere? Yeah. Đã phát hành. The best ở Bằng Kiều. Linh hồn đã mất. Đã vỡ cây đàn. DVD. The best ở Quang Lê. Friends by Night. Gì đây? Cao ạ. Mai Thiên Văn. Cao ạ. Karaoke. Đường về quê hương. The best. Of Như Quỳnh. Vui nở vầng trăng. I can't see. My bad. The best of Hoài Linh. Friends of May Nai. Những tên cướp biển Life Mai Thiên Vân nhưng mà Mai Quốc Huy Bội Bạc Cá Ta Phát Hành Băng Nhạc Minh Tuyết Bằng Kiều Cá gì đây? Dạ. Đã phát hành Bằng Kiều Minh Tuyết một lần nữa. Rồi. Xin. Gọi nhau. Gọi nhau cố nhân. Trái tim bạo tàn. Hả? Trái tim. Bạo tàn. Trái tim gì? The best of Như Quỳnh. Hoa kim. Hmm? Hoa kim. Hoa tím ngày xưa. Hà. Hà Phương. Who's that? Màu màu màu. Who's that? Trịnh Lam. Tại sao em muốn chia tay khi tình ta lỡ em tại sao em muốn quay lưng vì đời ta chưa thành công tại sao em muốn rời xa tình trái tình ta
Những tâm hồn cùng với nhau thêm một giây. Nếu ngày mai em rời ướt xa sau làn mây, anh sẽ lạnh tình đôi ta đôi đường cách xa. Em tại sao em muốn quay chia tay khi tình ta đang bắt đầu? Em tại sao muốn để cho người muốn rời xa tình ta? Listen, see? No. I like to sing a song. Wow. I like to sing.